Xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình ra ngoài vườn lại trồng hành tây tiếp các bạn ạ. Cái video trước ấy thì mình cũng chia sẻ cách nhà mình trồng tỏi rồi. Và tí nữa mình sẽ quay vườn tỏi cho các bạn xem. Còn cái này là mình muốn chia sẻ với mọi người là cái này là hạt cây giống hành tây các bạn nhé. Nhìn mới đâu này thì nhìn giống như là cái hành lá mình ăn đấy. Nhưng mà đây là chính là cái giống hành tây nhá. Cái này là mình mua ở ngoài chỗ bán đồ hạt cây giống đấy. Họ ươm sẵn cho mình này, xong rồi mình chỉ việc ra mình mua về mình trồng thôi. Rất là tiện. Mình không phải giờ ươm từ hạt nữa, tại ươm hạt rất là lâu. Và mình không biết cách ươm ấy thì nó sẽ không lên. Và tiện lợi nhất là mình ra đấy mình mua được một cái khay này này. Một cái đám này về để mình trồng. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem vườn tỏi nhà mình nhá. Mọi người ơi, và đây là cái núng tỏi mà hôm mình đã chia sẻ với mọi người trong mình trồng ở trong cái clip trước đấy. Và bây giờ hôm nay mình ra đây mình thấy nó đã lên lớn thế này rồi mọi người ạ. Nhìn đã quá. Mình không ngờ là nó lên tốt như này đâu, tại vì đất ở đây nó nhiều đá không. Mình tưởng là nó không lên đấy, mình tưởng năm nay nó không được ăn đấy. Nó không ngờ hóa ra năm nay nó lại lên tốt hơn năm ngoái mọi người ơi. Đó, nó lên như thế này rồi mọi người. Mình trồng chắc khoảng đợt tầm được một tháng rồi đấy. Đấy. Và hôm nay mình lại trồng tiếp. Đây là một luống. Mình mới trồng một nửa luống tỏi. Hôm nay mình sẽ còn một nửa luống còn lại. Mình sẽ trồng hành tây nhá mọi người. Và mình sẽ quay lại cho mọi người xem hành tây nhà mình trồng thế nào nhé. Đây, nhà mình đã trải xong cái túi bóng này lên rồi mọi người. Giờ chỉ được trồng hành tây thôi. Bây giờ mình sẽ trồng hành tây nha các bạn. Đây, cái giống này. Trồng đơn giản lắm. Mình chỉ việc đặt xuống xong mình phủ đất lên trên thôi. Đó. Cái này mình lấy ra rất dễ. Năm nay cũng là lần đầu tiên mình trồng hành tây đấy. Năm ngoái là cũng trồng rồi nhưng mà chủ yếu là hôm đấy là chồng mình ra một mình chồng mình trồng thôi chứ mình không có trồng. Thế là năm nay thấy năm ngoái trồng được, năm nay mình lại trồng tiếp. Trồng cũng được ăn. Đứa đầu mới là chính. Ăn cũng không được bao nhiêu. Trồng đơn giản lắm mọi người. Cái này mình đã có sẵn mình mua rồi. Họ làm giống ươm giống sẵn cho mình rồi đấy. Mình chỉ việc về mình trồng này xuống đất thôi. Mình giúp này nhận rất là đơn giản luôn. Cái này trồng không cần sâu lắm luôn nhé mọi người. Mình phải trồng phụ trồng mình chứ. Mà mình trồng mình mà trồng cái này á, chắc là phải đến trong ngày mai mới xong. Bên nông nghiệp bên này người ta hay dùng cái cuốc này để người ta trồng các bạn. Cái nhỏ xinh xinh này. Cái này cũng rất là tiện nhá. Đó. Mọi người chỉ việc trồng thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ trồng tiếp mấy cái đến chỗ kia nhá. Mọi người ơi, mình trồng sắp xong rồi. Ơi, mình trồng sắp xong rồi đây. Còn
Mình trồng còn dư đống này nữa này. Giờ mình lại trồng tiếp nha. Ở gần đây, ngay đây có cái đường quốc lộ các bạn, cho nên xe chạy hơi bị ồn. Mình trồng sắp xong rồi, còn thừa đám này nữa thôi. Thừa từng đám gần này nữa thôi này. Cái này trồng rất là đơn giản nhé, không khó. Tí nữa mình trồng xong hành xong rồi mình để quay hết một cái luống này cho các bạn xem. Trồng đống này ấy, chắc nếu mà được ăn ấy thì cũng được nhiều lắm các bạn ạ. Tại vì năm ngoái mình trồng cũng một luống nhỏ thôi mà mình thu hoạch được đến mấy chục cân, phải đến chục cân hành tây đấy các bạn. Hôm nay trồng cái đống này chắc là mình nghĩ là cũng được, nếu mà được mùa đấy thì chắc là cũng được khối rồi đấy các bạn ạ. Tại vì hành nó nặng mà, nó to nữa. Khu này nó hơi bị ồn, xe cộ qua lại chạy nhiều quá. Xong rồi. Và sau một hồi mình đã trồng xong một cái luống hành tây này mọi người ơi. Mọi người nhìn này. Đó. Mình trồng xong một cái ngay rồi này. Hết rồi. Và trồng xong rồi tí nữa mình sẽ tưới nước cho nó nha các bạn nhé. Xa xa kìa các bạn nhìn thấy hồng này. Cây hồng này. Trước mặt mình đây cũng có một cây hồng, nó sai chữ quả vào này. Trời đất, các bạn nhìn này, trời ơi, sai chữ quả luôn trước mặt mình đấy. Đó rồi, bye bye mọi người nhá. Mọi người thấy video hay thì sẽ hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Tạm biệt.